Hãng dược Pharmama của Tây Ban Nha ngày 26 tháng Giêng tuyên bố, tạp san khoa học chuyên phối kiểm chéo kết quả các cuộc nghiên cứu vừa đăng bài xác nhận thuốc Plitidepsin của Pharmama có hiệu quả tiền lâm sàng hiệu nghiệm chống lại COVID. Một cuộc nghiên cứu giữa các nhà khoa học tại New York, San Francisco và Paris thực hiện bên trong cơ thể sống và bên trong phòng thí nghiệm cho thấy thuốc này dẫn tới việc làm giảm sự sao chép nhân rộng của virus, giảm 99% lượng virus trong phổi của những con vật được chữa trị bằng Plitidepsin, theo báo cáo của tạp san khoa học được hãng dược Pharmama trích dẫn. Công ty dẫn lời tạp san khoa học nguyên văn rằng, chúng tôi tin là dữ liệu của chúng tôi và những kết quả tích cực từ các cuộc thử nghiệm lâm sàng của Pharmama cho thấy, Plitidepsin rất nên được xem xét dùng trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng mở rộng để điều trị COVID. Thuốc này vốn đã được phép lưu hành tại một số thị trường để chữa trị u bướu, có tác dụng ngăn chặn một loại protein có liên hệ đến virus COVID-19. Hãng Pharmama nói, độc tính của thuốc đã được biết rõ và liều lượng dùng trong những cuộc thử nghiệm COVID cho thấy cơ thể con người chịu được. Pharmama cho biết hiện đang thảo luận với các cơ quan ban hành quy định khác nhau để bắt đầu thử nghiệm thuốc ở giai đoạn 3.